Chào quý vị đến với chương trình An toàn vệ sinh thực phẩm của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thưa quý vị, Nghị định 115/2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm chính thức có hiệu lực từ hôm nay, 20 tháng 10 năm 2018, thay thế cho Nghị định 178 ngày 14 tháng 11 năm 2013. Theo đó, thì Nghị định 115, các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm sẽ bị xử phạt nặng hơn. Trong phố mất vệ sinh, trong nhà mất vệ sinh, bán bụi, đi ngang xe là không dơ. Nhiều người dân thì cũng có, người ta cũng đi ăn ngoài đường, nói chung là người ta ăn ngoài đường cũng rất nhiều. Thì những người đó người ta ăn nó quen rồi. Tôi nghĩ là thức ăn đường phố, ở đường phố thì nói chung là nhiều lúc là cũng không có an toàn thực phẩm cho lắm, với lại không có vừa cái khẩu vị của tôi. Ăn cái đó thì nói chung nó tiện lợi để nấu, nhưng mà về cái an toàn thì nó không an toàn cho mình, có thể là gây đến ngộ độc hoặc là tiêu chảy hay thế nào đó. Vì vậy mà tôi không dám ăn ngoài đường. Thì ở nhà tôi cũng không có thời gian tôi nấu ăn ở nhà, thì thôi thì tôi ra ngoài tôi ăn cái quán này, nó tiện lợi cho gia đình. Có cùng ắt có cầu, các quán ăn, đặc biệt là các quán ăn đường phố, vỉa hè mọc lên tại rất nhiều nơi trên địa bàn tỉnh. Những hình ảnh này ghi lại từ các quán ăn ở thành phố Bà Rịa. Chắc chắn người tiêu dùng sẽ phải suy nghĩ về vấn đề bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Theo thống kê của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm của Sở Y tế, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 3.250 cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm thuộc diện quản lý của các sở ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. Số cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ do xã, phường quản lý bao gồm 650 hộ kinh doanh thức ăn đường phố, 750 điểm bán hàng ăn sáng, hơn 1.000 hộ kinh doanh thực phẩm tại các chợ. Riêng tại thành phố Bà Rịa, toàn địa bàn có hơn 1.000 cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, chủ yếu có quy mô nhỏ. Theo thông tin từ Trung tâm Y tế thành phố Bà Rịa, hầu hết các cơ sở không liên hệ với cơ quan quản lý để được hướng dẫn cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm. Bên cạnh đó, ý thức, đạo đức, trách nhiệm của một số cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm chưa cao, chưa tuân thủ đúng các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm. Nhằm xử lý, phòng ngừa hiệu quả hơn đối với hoạt động sản xuất kinh doanh, cung cấp thực phẩm không bảo đảm an toàn, Chính phủ đã ban hành Nghị định 115 năm 2018 quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm, thay thế Nghị định 178 năm 2013. Nghị định 115 sẽ có các mức xử phạt cao hơn so với nghị định cũ. Hình thức xử phạt chính là phạt tiền, không có hình thức cảnh cáo. Mức phạt tiền tối đa lên đến 7 lần giá trị hàng hóa vi phạm. Theo đó, kể từ ngày 20 tháng 10 năm 2018, phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng. Trong khi Nghị định 178 cũ xử phạt từ 300.000 đến 500.000 đồng đối với một trong các hành vi không có bàn, tủ, giá, kệ, thiết bị, dụng cụ đáp ứng theo quy định của pháp luật để bày bán thức ăn. Thức ăn không được che đậy, ngăn chặn bụi bẩn, có côn trùng, động vật gây hại xâm nhập, không sử dụng găng tay khi tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm chính, thức ăn ngay. Xử phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng đối với một trong các hành vi sử dụng dụng cụ chế biến, ăn uống, vật liệu bao gói, chứa đựng, tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm không bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật. Người đang mắc các bệnh mà theo quy định của pháp luật không được trực tiếp tham gia kinh doanh thức ăn đường phố, sử dụng phụ gia thực phẩm được sang chia, sang chiết không phù hợp quy định của pháp luật để chế biến thức ăn, sử dụng nước không bảo đảm vệ sinh để chế biến thức ăn hoặc vệ sinh trang thiết bị, dụng cụ phục vụ chế biến ăn uống. Thì nghị định này thì có khá là nhiều cái điểm mới. Điểm mới thứ nhất là quy định thêm một số các cái cơ quan được xử lý vi phạm hành chính về lĩnh vực an toàn thực phẩm, ví dụ như hải quan và quản lý thị trường. Thứ hai nữa là về cái mức xử phạt thì nó cao hơn so với cái nghị định 178. Và thứ ba nữa là quy định cái hình thức thì so với 178 thì có hai hình thức, đó là phạt tiền và xử phạt cảnh cáo. Còn ở bên này thì chỉ có một hình thức thôi, đó là phạt tiền. Đối với cái nghị định 178 thì đối với xử phạt trong thức ăn đường phố thì mức quy định từ 300.000 cho đến 500.000. Riêng đối với cái nghị định 115 của Chính phủ mới đây nhất thì quy định cái mức từ 500.000 cho đến 1 triệu. Như vậy là cái mức xử phạt của mình có thể nói là tăng gấp đôi so với cái
nghị định cũ là nghị định 178. Đáng chú ý là mức trần xử phạt không vượt quá 100 triệu đồng đã được bãi bỏ. Khung phạt tiền với hành vi sử dụng hóa chất cấm cũng được tăng lên ở mức 80 triệu đến 100 triệu đồng. Trong nghị định 115 thì có những mức xử phạt từ 80 triệu cho đến 100 triệu đối với những hành vi ví dụ như cơ sở mà để xảy ra ngộ độc thực phẩm. Với số lượng người mắc trên 5 người thì đối với những cơ sở mà thực dạng tổ chức thì cái mức xử phạt không phải là 80 triệu đến 100 triệu mà mức xử phạt phải là 160 triệu đến 200 triệu. Cái mức này đối với một cái công ty, một xí nghiệp thì phải nói rằng là cái mức răn đe cũng rất là cao. Nghị định mới cũng quy định nhiều hành vi xử phạt bổ sung như tước quyền sử dụng giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm, đình chỉ hoạt động có thời hạn, tịch thu tang vật vi phạm. Cơ sở vi phạm cũng bị buộc thu hồi việc công bố sản phẩm, phải tự tiêu hủy thực phẩm cũng như chịu mọi chi phí cho việc xử lý ngộ độc thực phẩm và phải nộp lại số tiền bằng trị giá tang vật vi phạm trong trường hợp tang vật vi phạm không còn. Nghị định mới cũng có thêm một điều quy định về hậu kiểm nhằm phù hợp với phương thức quản lý thực phẩm, chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm hiện nay. Thưa quý vị, việc ăn uống ở những quán ăn bên ngoài là lựa chọn ưu tiên của nhiều người khi mà cuộc sống quá cấp tập như hiện nay. Tuy nhiên thì để chọn được một quán ăn đảm bảo về an toàn vệ sinh thực phẩm, người tiêu dùng nên có sự ưu tiên dành cho các quán đầy đủ các yếu tố sau. Yếu tố đầu tiên lựa chọn là quán có địa điểm bán cố định và được cấp giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm. Kế đến là người bán phải đảm bảo các trang phục vệ sinh cá nhân như bao tay, khẩu trang, tạp dề, các dụng cụ chế biến thức ăn đảm bảo sạch sẽ. Các loại phụ gia gia vị thực phẩm phải có nhãn mác rõ ràng. Nơi ngồi ăn của khách hàng phải sạch sẽ, cao ráo, không gần cống, rãnh, rác như những khu vực mất vệ sinh. Những lưu ý vừa rồi đã khép lại chương trình An toàn vệ sinh thực phẩm của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu kỳ này. Xin chào tạm biệt và hy vọng quý vị sẽ không quên đồng hành cùng chúng tôi tại khung giờ 17:50 thứ Bảy tuần thứ nhất và tuần thứ Ba của tháng. Thân ái chào tạm biệt. Để đảm bảo an toàn thực phẩm, hãy ăn chín, uống chín, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng. Hãy biết cách lựa chọn, chế biến và tiêu dùng thực phẩm an toàn để bảo vệ sức khỏe của bản thân và gia đình.